nói được cho cháu. Anh làm như vậy đó chưa mẹ? Có điện thoại, có điện thoại mẹ ơi. Chuyện mất cái này em bước không thay đổi nha. Thay đổi nhiều, thay đổi anh trai đúng không em? Thay đổi chứ. Nhưng mà gặp lại có thay đổi hay không thì cho anh em mình cái còn hay không thôi, nó mới giá trị. Không đâu, đi còn luôn nha. Đúng rồi. Phật buộc có thay đổi mà thì mày cũng dẫn qua. Thích nghi là sao? Hả? Cái chị của bữa chị xăm ở trong thôn. Chị của alo? Hả? Đó mà, đó, ông Điện mình ngồi đó mình chơi. Tụi nó có nhà mới pha xe. Có không? Có mới pha. Ô bà lấy nó ok rồi, bây giờ phải làm sao cho con lấy cái bình trà ra. Ok, cho cánh hồng cái, chút không? Cái bình trà này. Rồi. Ok, ok. Ủa tiền mình đẹp dữ vậy sao? Rồi, ok. Anh nhóm mình đang tìm cái này không? Tháng sau đi ha. Anh chưa làm xong đâu. Anh chưa xong đó. Tháng sau để cho da của em lành rồi qua chị thêm rồi cho. Chính. Ok, em thích là được rồi. Nha. Rồi, hello bà con. Trời ơi, lâu quá không gặp. Lô. Bữa nay bữa giờ từ ngày mà nghỉ Tết xong mà tôi về quê vô tới giờ cái khách dồn quá bà con. Mấy bữa làm từ sáng tới tối mệt không muốn live stream. Bây giờ ế nguyên ngày chưa có cái làm cái gì hết trơn á nên live stream mới chị. Để tôi dịp dịp mà chừng nào chị về quê ít bữa nữa á. Ở quê của tôi ở Bình Định á, tôi cũng đang làm một cái phòng xăm nhỏ nhỏ để đón những người khách của tôi ở ngoài đó hoặc là những cái vùng lân cận, có gì bà con cứ ghé ủng hộ nha. Hello. Bên mình có dạy nghề nha, lâu quá không gặp. Mới đó mà năm mới rồi đó. Hết năm. Hết. Bây giờ hết năm chó qua hết năm heo rồi. Còn có 11 tháng nữa Tết à. Anh Vinh thì đang đang chờ chuẩn bị làm cho khách. Okay. Khách của anh Vinh đang ủ tê. À, anh Vinh ra chém gió nè, lâu quá không gặp nè. Thanh niên kia mạnh mẽ quá, ủ nguyên người cho. Nè, thấy vậy chứ mấy ông nam giới á bà con, mấy ông nam giới đi xăm ủ tê nhiều lắm. Cái gì vậy? Ăn bánh xèo gì vợ? Đông thức thì dầm ra ăn bánh xèo đi. Chiều nay tao đi ăn. Ăn cả đủ đời. Chú Hoàng Hưng vá xe. Chào cháu nhé. Con chào chú Hoàng Hưng. Trời mấy năm nay cái livestream nào chú cũng vô chào tụi con hết. Đã bữa nào đi ngang qua ngã tư Phan Văn Trị với Nguyễn Oanh á, tụi con ghé chỗ bơm xe của chú. Bơm. Vé convention mình mua được mua chưa? Mình không biết nữa bà con, mình cũng không để ý. Nhạc thiền hay quá hả? Tụi tôi nghe cái bài nhạc thiền này từ lúc nó mới có 1-2 triệu lượt nghe mà giờ nó 42 triệu lượt nghe rồi. Vậy Lê Minh Châu hả? Thịt nam săn chắc mà. Qua xong cái bụng đi cho biết thế nào săn chắc. Cái gì? Lê Minh Châu. Sao? Có lẽ nó là giữa tháng 3 rảnh không? Lê Minh Châu ơi, bữa nào qua tiệm để mình nói chuyện về cái talk show. Hả? À. Chiều em lên xăm được không? Chiều nay em lên, đây, nguyên tiệm đang ế muốn chết đây. À. Đó. Các anh thợ đang ngồi ăn bánh xèo. Sếp thì khách cũng chưa tới à, mới có khách của anh Vinh tới đang ủ tê thôi. Ngồi vô đây. Hello. You so pretty. Thank you. Dựa miếng trời ơi. Dựa miếng. Đã quá, phê quá phải dựa. Về an toàn chơi hả? À, nói với mấy bạn an toàn, An Lão Bình Định là trong vòng tháng sau, một hoặc hai tháng nữa là tụi mình sẽ về đó, tụi mình làm
chụp hình ảnh để cho bà con biết cảnh đẹp của một vùng núi rừng miền Trung. Những cái cảnh đó thì không bao giờ quý vị nhìn thấy ở những khu du lịch nào khác, bởi vì tụi tôi chụp ở trong rừng nguyên sinh, có nghĩa là rừng không có phục vụ du lịch, chỉ có những người dân địa phương biết đường vô trong đó và chụp thôi. Độ cao 2000m bà con đi lên ù tai luôn. Trời ơi, bữa tôi với ông Hương ý lộn với ông Vinh đi sướng luôn. Ủ tê hình có đẹp như không ủ tê không chị? Chắc chắn là nó sẽ có một số cái khó chịu, ví dụ như lâu lành nè, ví dụ như mực thì nó không đều bằng như không tê nè. Con cũng có nhiều cái lắm mà con, nhưng mà mình có thời gian thì mình qua mình dặm lại lần thứ hai sau một tháng là ổn hết. Hello, cái gì vậy? Tự nhiên ngồi cái đu tôi ngủ luôn trời. Nhà bên. Mày nói mày với ai? Mày giống Vinh. Trời nắng mà ôm vợ vậy anh Vinh cực lắm. Nắng nó cực của chứ Vinh làm gì cực. Ngon không? Đúng không? Nói tầm bậy. Tự nhiên tôi anh bảo mà tôi cực, tôi anh bảo tôi sướng chứ. Nắng nó mới cực. Tào lao. Vinh làm gì cực. Hạnh phúc quá đi à. Tụi tôi mới cắn nhau á. Lên hồ vạn hội nữa nha chị. Ok ok. Anh Vinh đang mở một cái tiệm xăm nhỏ ở Hoài Ân á, để cho mai mốt tụi tôi đi về quê ngắm cảnh là có thể kiếm tiền được luôn, đỡ sợ là mất cái sở hụi. Tôi về Hoài Ân tôi mở tiệm, có ai ủng hộ tôi không? Có ai miền Trung ủng hộ tôi không? Dạ, tụi em về quê tuần à bà con, lên mấy bữa rồi mà bữa giờ tụi em mắc làm nhiều lắm nên không livestream được. Bữa nào ế ế như bữa nay nè mới livestream lên mời bà con qua xăm chứ ế quá. Lịch của tụi em không phải như mấy người khác tưởng tượng là thợ xăm nổi tiếng thì lịch phải 3 tháng mới lấy được, 6 tháng hoặc là 9 tháng hoặc 5 nha. Lịch của tụi em là ngày nào tới bập ngày đó bà con. Qua đấy liền. nhiều khi nó ế chết bà luôn á. Luôn chứ không cần phải hẹn đâu. Còn bữa nào tụi em muốn đi chơi thì tụi em thôi, bữa nay em mệt quá cho em đi chơi, có gì mai mốt làm. Vậy thôi chứ tụi em không có cái gì lên set up lịch trước á, mệt mỏi lắm. Hello. Tất cả tùy duyên mày. Xin chào Linh. Linh qua làm đi. Anh Vinh đang set up ý tưởng cho cái lưng của em kìa. Đúng rồi. Về 77K1 em mời heo rừng. Thôi Linh Phạm nhớ nha. Mai mốt về mà không thấy heo rừng đâu thất vọng lắm nha. Đừng có làm cho 77K1 mang tiếng nó xạo nha. Hoài Ân đây. Mốt về Hoài Ân mở tiệm nha. Dạ cảm ơn mọi người đã chúc em hạnh phúc. Sao I'm from Philippines nè. Fan quốc tế của tụi mình. Dạo này nói chuyện ra mở miệng ra toàn fan thôi mà con nghe nó ảo lắm. Thật là hạnh phúc quá đi. Ảo chút chút. Chủ nhật tuần trước còn thấy chị ở An Toàn. Ồ, chị bay như chim vậy đó em. Chủ nhật chị ở An Toàn với thứ hai chị ở Sài Gòn rồi. Sắp tới đây là ở Đồng Tháp đây. À, bà con nào ở Đồng Tháp ơi, ngày 3 tháng 3 là tụi tôi sẽ có mặt ở Đồng Tháp nha. Ngay gần Sa Đéc, ở Châu Thành nhất. Châu Thành Đồng Tháp á. Quán ăn 8 sáng á. Tụi tôi đi xuống một khu du lịch sinh thái ở dưới Đồng Tháp. Thì nghe nói khu du lịch thì mình nó sang vậy thôi. Nhưng thực ra chỗ đó là một cái nhà một người dân. Rồi người ta có cái vườn thiệt bự, có vài cái đầm sen, có vài cái vườn trái cây. Để cho mình vô mình vừa ăn uống gà qué gì, cá nướng gì của nhà người ta. Rồi người ta tính tiền chút đỉnh gọi là khu du lịch thôi bà con. Nhưng mà tụi tôi sẽ có những cái hình ảnh ghi lại để cho mai mốt bà con coi. Đi đâu cũng có hình ảnh vui lắm. Lâu rồi. Hả? Để hẹn đi ăn à? Thì hẹn nói luôn á mà. Hai vợ chồng dễ thương ghê.
thường à. Gần 40 tuổi rồi đó. Vậy ha. Ừ. Thì già vãi. Già lắm rồi bà con. Tôi thì năm nay 30 rồi nè, gớm, gái 30 rồi đây. Nhưng mà trong đầu tôi lúc nào tôi cũng nghĩ tôi gái 18 thôi bà con. Tôi 20 à. Ừ, gái 18 và trai 20 à. Tôi lúc nào cũng nghĩ tôi 20 tuổi. Đồng Sen hả? Không, cái khu đó là khu du lịch Tám Sáng bà con. 5 triệu bà con Ninh Bình chào Đăng Vinh Phạm Mai. Gia đình nhà Mai Mèo về Ninh Bình chơi đi. Chơi đi. Em hứa với anh nhiếp chính là em sẽ phải đi Tràng An à, nên khi mà em đi em sẽ hú cho 5 triệu anh em Ninh Bình luôn hả không? Tái hẹn gặp là ở Tràng An nha. Đúng rồi, thích lắm á. Vui lắm đó. Dạ đúng rồi, chỗ đó đẹp lắm. Chỗ sẽ đó, đi, sẽ đi, sẽ chỗ đi. Chỗ đó là một trong những điểm du lịch mà thế giới khích lệ đi mà cả thế giới cần. Trầm trồ thì mình mắc gì mà không đi bà con. Ở trong nước á, mình đừng vội đi nước ngoài chi đó. Mình đi tất cả những điểm ở trong nước trước rồi mình đi nước ngoài. Ước một lần được gặp ngoài đời hả? Trời ơi ơi, ước chi nước men. Phải ước bà con. Trời ơi, tụi tôi ở bạn ở đâu tôi đến nè. Bạn ở đâu tôi đến luôn. À có cái bạn kia suốt ngày gọi điện mời tôi với ông Vinh là tháng 5 á, ngày 29 tháng 5 là sinh nhật của bạn ấy, mời tụi tôi xuống chơi ở đâu dưới tỉnh miền Tây á. Trời ơi, để tôi coi thử. Tôi ở quận Bình Thạnh, ở ngay chung cư Miếu Nổi Bình Thạnh á. Bữa nay tóc tôi dài nè, nay để được hai mái như thế này rồi. Hồi sáng anh Thạch nhiếp ảnh gia qua kêu tóc tôi đang là cái tóc đang hot trend ở trên thế giới nè bà con. Vậy là mình đang đi chơi với thế giới luôn à. Được. Về Gia Lai chơi, ok. Gia Lai nhiều học trò lắm, mà muốn lên nhà học trò chơi. Tám Sáng đi không đúng mùa vô không có cái gì hết á chị. À đúng rồi, nhưng mà tụi tôi chỉ cần một góc của cái cảnh ở trong khu Tám Sáng thôi. Không, vô đó ăn thì phát chụp. Ừ. Ở đó làm đồ ăn tươi ngon lắm, sạch sẽ lắm mà con. Bữa nào anh qua bốc lịch dặm lại luôn giùm anh. À cái Bình Thạnh. Dạ ok. À, anh dặm hay cái gì nếu mà làm hình nhỏ qua lúc nào cũng được, còn làm hình lớn thì qua mình thảo luận ý tưởng chuẩn bị hình xăm rồi mình làm thôi ạ. Cũng bao mấy giờ ạ? Mấy tuần trước gặp anh Vinh với Mai đi cà phê miền Đồng Thảo, tính xin chụp hình mà ngại vì lúc đó vợ chồng Mai đang đi bộ tới gần quán mà chắc mới gửi xe xong. Dạ. À, tụi em đi uống ở miền Đồng Thảo thường một là đi Grab, hai là đi xe máy. Mà cái cà phê đó mình phải gửi xe bên ngoài rồi mình đi bộ vô trong mà. Lần sau chị gặp thì cứ kêu nha, em không ngại đâu. À bởi mình vẫn nhận học viên mỗi ngày nha. 1:40 hả? Trước Tết em qua chị xăm máy hình chữ nhỏ, vô mấy đứa bạn ai cũng khen nói. Còn hỏi địa chỉ đi xăm luôn, thích quá trời. Cảm ơn em Mỹ Châu. Có gì thì em cứ cho địa chỉ phần số điện thoại của chị cho mấy bạn ha. Trời ơi, cảm ơn bà con nha. Cũng nhờ lượng khách yêu thương vừa xăm mà vừa giới thiệu qua nữa nên tụi tôi có được ngày hôm nay. Có bánh nè. Bà con coi cái tiệm của tôi, lúc trước tôi livestream lúc tôi mới về tiệm này, cái tiệm của tôi nhìn nghèo mà thấy thương lắm. Bây giờ có giàu đâu. Bây giờ nó đỡ nghèo hơn chứ đâu nó giàu. Hợp lý. Giờ nó đỡ nghèo hơn rồi bà con. Cảm ơn khách hàng nha. Cảm ơn mấy bạn chén cơm của tụi tôi đó. Hình lớn nên phải qua cà phê trước. Dạ ok anh. Lúc nào qua anh cứ gọi. Đúng số điện thoại em lúc nào cũng có trên. Cứ mình cứ nghĩ sao mình lớn là mình phải mất một chầu cà phê trước.
qua đây mời thợ xăm cà phê đồ ngồi bàn ý tưởng đồ đó, ngồi uống cà phê chém gió đồ để bút cái lịch đó là dễ thương luôn. Dễ thương, mấy khách nó dễ thương lắm bà con. Còn nhiều khách vô hình lớn làm búp 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 cũng có luôn. Mệt lắm. Ừ. Nhưng mà mình không có set up được ý tưởng trước nên nhiều khi nó không có đủ mà đầu tư cho hình ảnh á, mình không có hài lòng lắm á. Saludos Mexico. À, giờ biết được cái chữ này là chữ xin chào của Mexico á. Nhiều người comment lắm rồi. Chị có xăm mực trắng không ạ? À? Em muốn xăm mà sợ bố đập chết mẹ em. À, có xăm mực trắng luôn nha. Nhưng mà mực trắng á, mai mốt nó bị ngã vàng. Thì em xăm là bố em đập chết em thôi, không có liên quan đến mẹ em đâu. Phải vậy chứ, tính đi nhậu nữa kìa. Nhậu là thú à. Nhậu là anh cứ nhậu, tụi em phá mồi đó. Sau này lớn tuổi da nhăn nheo chắc hình xăm ghê lắm ha. Dạ đúng. Bình thường da anh lớn tuổi anh cũng ghê, nhìn anh cũng gớm chứ đừng nói là anh xăm mình vô. Chắc chắn ghê vậy anh, ghê hơn chứ. Nên đó khỏi tưởng tượng, tụi em tưởng tượng trước lâu rồi. Không, anh tưởng tượng của anh không có đúng đâu, thì anh đâu có hình xăm đâu. Ừ. Anh biết bây giờ em nhìn mấy ông già bà già mà có hình xăm cánh tay thôi là em nói trời ơi cái chú này ngầu quá ha, chịu chơi quá ha, sống trẻ quá ha. Chứ gặp xăm như em là chắc mấy đứa nhóc nít nó kêu tôi em phải là dân chơi không, mà em thích vậy á. Em thích mai mốt mấy đứa nhóc nhìn thấy em cái ui bà già dân chơi rồi. Dân chơi rồi, hợp lý mà em. Về Việt Nam ghé chị xăm liền. Ok. Cảm ơn bạn. Thank you friend on all the world. Còn không xăm da chắc không nhăn đâu ha. Ha. Mà có nhăn chắc cũng không xấu đâu ha. Rồi. Ai cũng xấu thôi bà con. Nhưng mà chẳng qua mình xấu theo cách nào thôi. Bạn xấu theo kiểu da bạn nhăn mà còn đổ đồi mồi rồi nhìn nó chảy xệ. Nhưng mà tôi cũng xấu với kiểu đấy. Nhưng mà tôi lại ngầu lên bởi những cái hình đã dán trên người tôi. No. Tôi cảm thấy xấu bởi thời lúc đó. Nhưng mà tôi đẹp cả nguyên cuộc đời mẹ. Bạn hiểu không? Rồi cho dù là về da tôi xấu đi, ok chấp nhận. Về da xấu ai không xấu. Nhưng mà được cái tôi đẹp nguyên cuộc đời. Dạ, số điện thoại của em là 0939293186. Bên mình có sổ khuyên xăm mình đầy đủ cả. Xấu lúc gì già thôi cũng đâu quan trọng đâu em. Quan trọng là mình được đẹp nguyên cuộc đời em. Không, từ già là lúc mình xuống lỗ ngắn ngủn mà. Không sao, xấu không sao. Đúng rồi. Xấu ok, xấu ok. Già xấu ok. Chứ đừng để trẻ xấu phí cuộc đời quá em. Không lấy không? Mình kệ, chơi cho hết cái tuổi trẻ đi, già tính sao men. Già hết tính được rồi. Già là hết đường rồi, lấy tính bà con. Thời gian mình còn có nhiêu đây, mình xuống lỗ mình. Đó, già còn thời gian đâu nữa tính. Già tôi sẽ nghĩ là làm sao để con cháu mình nó hạnh phúc rồi, làm sao giữ gìn sức khỏe rồi. Chứ không phải già tôi ngồi da nghĩ không. Ước gì bây giờ da mình nó trắng trở lại, không? Ước gì da mình bình thường như da người ta. Lúc đó tôi ước cho tôi là... trẻ trở lại tôi chơi tiếp. Hiểu không? Lúc đó tôi sẽ ước cho trời ơi, tôi ước gì cho tôi trẻ lại tôi chơi tiếp. Chơi nhiều hơn vậy nữa. Đúng rồi. À, xăm mực trắng ngã vàng rồi sao khắc phục chị? Em xăm chân dung cuốn mà giờ bị vàng á. À đúng rồi, mà mình không có cách nào mà nó khắc phục được cái màu trắng ngã vàng trên người da vàng. Bởi vì mình là người da vàng nên khi mà cái sắc tố da của mình nó vô mực là nó cũng làm cho vàng cái mực đó. À tất cả các màu này nó đều ố chứ nó không tươi như trên màu da trắng. Cái đó mình phải chấp nhận thôi bà con. Không có cách nào mà làm cho mực trắng trắng bóc được nha. Hello. Anh chị vui tính nói chuyện quá hay. Hay nói chị ba. Cái người hỏi câu đó nói hai bạn nói quá hay. Cảm ơn bạn.
cũng có những người á vô hỏi tụi tôi câu đó, tụi tôi nói lại cái chửi đụ má đụ mẹ tụi tôi, nhưng mà bạn lại khen tụi tôi nói hay. Bạn này nói hay thiệt mà. Tại vì mỗi người một quan điểm sống, mỗi người một lý tưởng sống thôi mà, đúng không? Bây giờ tôi có quan điểm đó thì tôi sống theo lý tưởng đó thôi, có gì đâu, bình thường mà. Mọi sự nó đơn tôn trọng nhau thôi mà. Đơn giản đi một chút. Gì đây? Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ. Chơi không đẻ, chơi làm đéo gì. Anh có định lên bít mặt không hả? Có. Trời ơi, định gì? Đủ đủ tuổi rồi chơi. Nhưng mà giờ ổng còn giữ cái nhan sắc đó bà con. Chừng nào mà mấy cái phần này của ổng là nhăn tới mức mỏng hết xài á, chảy sợ tới mức mỏng hết xài, cái ổng ổng làm mấy kiểu của ổng. Tôi đang thần tượng cái người mà xăm quan cờ của mình. Ở trên thế giới á, có một người đàn ông cũng khoảng 40-50 tuổi rồi, ổng xăm cái bàn cờ vua á, caro bàn cờ vua, bít cái mặt luôn, bít cái đầu, bít cái người luôn, cũng dễ thương. Chị xăm vậy sau này con chị cũng xăm hả? Tùy du duyên, tùy nó. Trời ơi, bố hai con chó, hai con chó đâu, một con chó và một con ngựa. Tôi là con chó, bà là con ngựa, lộn rồi men. Tôi là đi chó, bà là đi ngựa đó giờ ba. Còn không phải là bố của hai con chó, hiểu không? Sai rồi, tôi là bố của nhiều con lắm men. Thích là xăm, thích là chơi cho hết đời trai trẻ. À, đâu có đâu, vừa xăm vừa chơi nhưng mà mình còn phải làm nữa nha bà con, chứ không phải nghe tụi tôi nói cứ chơi chơi rồi xăm 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 mà không có nghĩ tới là mình sẽ phải làm là thôi coi như xong á. Chứ không phải là tụi tôi kêu bà con ăn chơi đi đâu, ăn chơi cho hết đời trai trẻ, mai mốt già có mà chết đói. Đó chơi ngu của mày. Đó chơi ngu lấy tiếng, tụi tôi không thích mày. Chơi chừa cái mai chơi tiếp, được không? Tôi được cái vậy đó. Tôi chơi hôm nay nhưng mà chừa lại chút để mai chơi tiếp ba. Tự nhiên chơi hết mai chơi gì ba? Chơi ngu lấy tiếng, không chơi. Chồng em cũng chó, em cũng ngựa. Ủa vậy, cho em hỏi chị này một chút nè. Hai chồng chị hai quýnh lộn mà. Sao hai em hai quýnh lộn vậy? Học phí theo nghề là bao nhiêu hả? À, học phí của mình vẫn giữ từ lúc mở tiệm tới giờ là 1.000 đô bà con. Đèn dội lên. 1.000 đô là khoảng 20 mấy triệu Việt Nam á. Ừ. Ê con canh giờ ủ tê cho sư phụ có được. Được rồi. Được nha. Chồng đang canh mà, đang ủ 40 giờ mới 4 phút bà. Mình là con mình. Ý lộn, mình là mình, con mình là con mình. Ai cũng có lựa chọn, đúng rồi. Anh này ý kiến quá hay. Hợp lý men. Đúng rồi. Tôn trọng quyết định của nhau men. Xong hết cánh tay bên mình từ 10 tới 15 triệu. Chị Mai để kiểu này không đẹp hả? Trời ơi, tôi có nhiều kiểu để lắm. Thích thì tôi để qua bên này. Đó. Còn thích là tôi vuốt hết ngược ra về sau. Không, còn thích là tôi để qua bên này. Có nhiều kiểu để lắm bà con. Mà tóc tôi suông quá nên để chỗ nào nó cũng được đó. Thôi chẻ hai mái đi cho nó đỡ rớt xuống mặt. Không nhá. Ăn ở mình tự lo, đúng rồi, ăn ở tự túc. Not me, please, from Philippines. Hello. Sao dạo này người Philippines vào gặp mình nhiều dữ ta? 82 với 90 sao anh Vinh? Đúng rồi. Sao hợp lý không? Được. Ông là 1982, tôi là 1990 bà con. Mà tôi già không? Cũng được. Cũng được chút chút. Ông hơn tôi 8 tuổi đó. Thì buộc tôi phải sống trẻ lại 4 tuổi, bả phải nghiêm túc hơn 4 tuổi rồi tôi gặp nhau thôi men. Hợp lý không? Địt mẹ thằng Vinh. Qua đây men, đừng có ngồi địt, địt là nhà mày hứa hửi dây hửi mày ông nội. Ở trong Sài Gòn địt của tao là thúi lắm luôn á. Mày hiểu không? Còn mày ngồi đó mày địt lung tung chứ mày địt vừa địt tao à. Mày muốn địt tao phải vô đây chứ. Đơn giản. Tao lâu bao giờ tao muốn địt mày đâu, tao muốn địt mày là tao ra mày nhà mày rồi. Hiểu không? Còn mày vô đây là tao địt mày đó. Mày hiểu không? Riêng mày. Đón mày. Mời ly cà phê chơi.
Ngồi ngoài đó địch là tự địch tự hủy nha. Đúng rồi, vô đây thiệt. Mình thiệt mà. Đàn ông nói thì có đi men, đừng để tôi đợi chờ. Hello Mến, vào Sài Gòn rồi. Đang ở tiệm nè. Anh em tôi đang rảnh mà. Alo. Alo. Dạ. Dạ đúng rồi. À, khoảng 10 tới 15 triệu cũng tùy cái hình này, với lại tùy vào màu trắng đen hay thời gian làm lâu hay mau nữa à. Dạ. Dạ bữa nào anh xuống anh cứ gọi em đi, em nghe giọng là em biết phải làm sao rồi. À, nghe giọng là biết dân quê mình rồi. Dạ nha em, bữa nào anh vô anh gọi cho em, tại em đang live stream á. Ở ngay chỗ chung cư Miếu Nổi, anh cứ tới chung cư Miếu Nổi anh gọi em. Dạ, đi nha. Dạ, dạ. Đó, cái anh này là tiếng địa phương quê tôi nè. Cứ rau là rồi đó. Hình em xăm bị lồi theo đường xăm, cover lại có hết không? Không em. Lồi lên thì mình cover lại thì mình, lúc mà mình rờ mình vẫn thấy nó hơi lồi. Nhưng mà chỉ là rờ mà rờ lâu thì mới thấy thôi. Chứ còn mà kiểu rờ như thế này cũng không để ý nó lồi đâu. Em đang chờ anh chị làm video cho coi nè. À, sắp có rồi bà con. Sắp có video rồi, tại vì trong tháng 3 này tụi tôi sẽ quay vài cái clip để cho bà con coi về trong giới xăm. À, như năm ngoái á, thì tụi tôi cho bà con coi về đời sống của những thợ xăm lớn tuổi ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở miền Trung thì và những cái gọi là những cái riêng tư về những cái đời sống của thợ xăm, thì năm tới là tụi tôi sẽ làm những chương trình cho những thợ xăm trẻ để cho bà con coi được là cái khi mà bước vào nghề thì những cái thợ xăm trẻ như thế nào, hoặc là đời sống của những thợ xăm trẻ ở Sài Gòn, cái sự phát triển của nghề xăm ra sao, để cho những người dưới quê có thêm định hướng nghề nghiệp cho con cái, có thể chọn nghề xăm làm một cái nghề để kiếm tiền nuôi sống gia đình bản thân. Học nghề vậy có chị có tặng học viên hình xăm gì không ạ? À? Không bà con, bạn đi học nghề hay là bạn đi xăm à, đi học khác đi xăm khác, mà còn chừng nào mà trong quá trình mà trao đổi với nhau mình có cái gì đó, có ý tưởng chung gì đó hoặc có tình cảm chung đó thì mình xăm với nhau là chuyện bình thường. Sao anh chị không làm mấy phim ngắn để coi? À trời ơi, tại vì tụi tôi á, tuy là tụi tôi làm truyền thông nhưng mà là một tiệm xăm, tụi tôi vừa làm phim vừa làm xăm mà còn vừa làm chương trình cho các lễ hội, cho nên là thời gian nó bị không ấy bà con, với lại tụi tôi chưa phải là những cái nhà làm phim chuyên nghiệp. Nói chung là sẽ có men. Ừ, sẽ có thôi, từ từ bà con, với lại tụi tôi phải nâng cao hình ảnh nữa, đội ngũ của tụi tôi phải cao lên nữa để đáp ứng đủ nhu cầu của mọi người, chứ làm lên mà giống y như là giống như là mấy clip câu like cho vui bình thường thì tụi tôi cũng không muốn hả? Phai nhạt quá. Em Mai liên tục live stream thường xuyên thế này là làm marketing rất tốt luôn đó. Dạ. Rồi lương trả cho bả nó hơi bị nặng đó. Ai muốn được bả trả hộ. Em biết là live stream như thế này thì mọi người sẽ tiếp cận cái tiệm của em một cách thực tế nhất có thể, và làm cho mọi người có thể tham khảo một cách thực tế nhất, chứ không phải là qua những cái clip mà mình dàn dựng rồi mình set up. Đây là những cái cảnh sinh hoạt hàng ngày ở trong tiệm em, nên là quý khách nào mà cảm thấy hợp với phong cách hoặc là muốn đến thì người ta đến trước qua live stream nó sẽ tốt hơn, rồi người ta tới ở bên ngoài nó không bị bỡ ngỡ nữa. Em biết cái chuyện này mà, cho nên mấy năm nay hầu như là em hay live stream lắm.
lâu lâu mới nghĩ, ví dụ như mình đi chơi hoặc là mình làm nhiều việc thì mình mới nghĩ livestream thôi, còn hầu như là lúc nào cũng livestream. Không biết mọi người chán coi không, nhưng mà tôi thích livestream. Còn về là cái chuyện mà những cái em nhỏ mà xin add friend á, là chị nói thiệt mấy năm nay là chị không add friend được luôn rồi. Chỉ là vài chỗ trống để cho khách hàng vô, hoặc lâu lâu có người tự unfriend tôi, chứ tôi chưa unfriend ai luôn. Tiệm mình có xăm giọng nói nha. Idol, anh chị là nghị lực để em lên bít nguyên chân rồi về bị la quá trời luôn, nhưng mà vui. Trời ơi, vậy là tôi đã đầu độc một thế hệ đúng không? Nhiều người vì tôi và ổng đã kích lên cái sự đam mê xăm ở trong người và đi xăm đúng không? Tụi tôi nghe được nhiều người nói như vậy thì tụi tôi cũng mừng. Cũng giống như là chồng nhà vợ, giống như là tụi tôi góp phần nào đó để phát triển cái nghề này lên. Bởi vì khi mà càng nhiều người dùng dịch vụ xăm mình thì cái nghề phải phát triển, và đời sống của những người thợ xăm thì được nâng cao lên. Tôi rất hạnh phúc khi là một người góp phần vào những điều đó, bà con. Con nào chửi nhớ nói chồng vợ. Ừ. Khen vợ cho tiếp đi vợ. Có cái anh ở trong tiệm chị tự soi gương rồi tự xăm, anh đó nhìn chắc. Em có đam mê nhưng chưa có duyên. À lầm không? Nó đau lắm, cái kiểu mà tự mình xăm cho mình nó đau lắm, nhưng mà cái cảm giác nó cũng đã lắm. Chị có tính đẻ con không hả? Không biết nữa, chừng nào dính bầu mới đẻ được chứ trời, giờ tính sao đẻ được. Hi you both, you are so lovely and romantic couple, and I love your tattoo. Keep it up, from Sarah, with love. Thank you Sarah, no Saba. Thank you Joey friend. Trời ơi, tôi nói thiệt á, nếu mà tôi gặp cái người nước ngoài nó đang ngồi đối diện tôi thì tôi có thể nói được với nó. Còn cái này trên livestream tôi không biết phải nói gì hết trời. Giờ muốn xăm hình thứ hai, nghiện máy luôn rồi chị ơi. À. Ai mà đã xăm là chắc chắn nghiện thôi, như tôi nè. Mực là chất gây nghiện kinh khủng nhất. Mực là chất gây nghiện. Lúc xin xăm ba mẹ la chửi, nhưng xăm về thì không chửi nữa. Đâu có ba mẹ nào mà bỏ con đâu. Đúng rồi, chửi cũng một thời gian à bà con. Từ rồi đuổi rồi cũng một thời gian thôi chứ không có lâu. Mà chị đẻ con rồi con chị nhìn chị sợ thì sao? Trời ơi. Chị có con rồi nha, chứ không phải chị không có con nha. Trời ơi. Con chị năm nay 7 tuổi rồi đó. Trời ơi. Mà nó vẫn bình thường chứ nó không sợ. Nhưng mà con tôi 7 tuổi rồi bà con. Cái tôi hỏi nó con muốn xăm không? Sợ lỗ tai không? Mẹ sợ cho. Không không, sợ đau lắm, không không à, chứ đâu phải là tôi đẻ con ra con tôi cũng xăm đâu. Con của con heo nó sẽ không sợ con heo. Con của con bò nó sẽ không sợ con bò, thì con của con quỷ nó cũng sẽ không sợ con quỷ, con của con ma nó cũng không sợ con ma, nhưng mà là con của con xăm nó cũng đâu bao giờ sợ con xăm. Hiểu không mấy bạn? Con của con gì làm sao nó sợ con nó được? Thì mấy bạn phải hiểu được rằng là nó không có đủ kiến thức mà để nó sợ từ ban đầu. Mà từ ban đầu nó chưa có kiến thức, nó chưa có cái gì hết, mà để cho nó có nhận thức được là nó bị thành thói quen rồi. Nó mặc định rồi, nhìn những người nào mà không có xăm nó mới sợ, nó kêu trời khác bố mẹ nó quá. Người này kỳ quá, họ là ai vậy mẹ, họ là ai vậy bố, sao sao bạn không nghĩ chuyện đó? Hợp lý không? Để nhìn trả lời mấy câu hỏi này men. Nhìn thích thiệt á. Ổng cứ nằm ổng rờ rờ tôi xong mà ổng chờ mấy câu hỏi hóc búa vậy đó. Để mình cân não nhau chơi men. Để đo cái độ thông minh đồ chơi men. Với lại tôi sinh con, lúc mà tôi sinh con ra, con tôi 1 tuổi, 2 tuổi tôi vẫn xăm chưa có nhiều như thế này. Nhưng tới bây giờ tôi xăm nhiều như thế này thì con tôi vẫn ok mà. Nó chưa bao giờ nó đặt ra câu hỏi tại sao mẹ xăm nhiều hay mẹ xăm thấy ghê quá hay gì hết.
võng bình thường. Chẳng qua có cái thành kiến hay không là do cách mình đối xử với người đối diện. Khi mà bạn đối xử không tốt, bạn kể cả da trắng như ngọc trinh đi chăng nữa, nó cũng kêu bạn là cái thứ nọ thứ kia. Dạ, cái thứ âm binh ngoài đường, hiểu không? Âm binh hộp dịch lộn, hộp dịch dựa, trứng cút lộn không? Ê, trẻ con của chị không sợ đâu, trên tay chị cũng có hình xăm kiểu hàng. Nói không? Rồi, con của con heo làm sao sợ con heo? Thì con của con ma làm sao sợ con ma? Con ngựa làm sao sợ con ngựa? Con quỷ làm sao sợ con quỷ được? Phải hiểu chuyện đó men, mình phải đủ thông minh để mình đừng hỏi những câu hỏi đó men. Chắc là em đặt câu hỏi này cũng còn nhỏ thôi. Để em về kêu con gái em đi xăm luôn, hi hi. Trời ơi. Thôi con gái nhỏ lắm, khi nào 18 tuổi nó thích đi. Với lại nó phải đủ hiểu là khi mà mang hình xăm trên người nó cũng không được những cái đặc quyền của những người bình thường. Ví dụ như khó xin việc rồi là nọ, nó phải hiểu được những cái chuyện đó. Còn nếu mà chấp nhận được thì mình đi xăm là chuyện bình thường. Tôi thích những câu hỏi đó thiệt. Còn những câu hỏi mà thưa anh chị đẹp quá, anh chị chất quá, nhìn chị thích quá, mắc cỡ quá men. Không biết trong cuộc thi tattoo sắp tới nếu có thể tham gia thì em có được chụp hình chung không? Trời ơi, trong mấy cái lễ hội xăm là lúc nào tôi cũng mặc đồ đẹp để cho bà con chụp hình à, nên bà con yên tâm, thích là chụp thôi, không thích thì thôi ơi. Lúc nào tôi cũng mặc đồ đẹp để đi chụp hình đó mà bà con. Trời ơi, tiệm này ế dữ trời. Này. Bữa nay là chủ nhật mà sao ế gì mà ế dữ trời. Cô nói là sẽ khác rồi đi. À ngày mai tôi mở quán sinh tố lại nha bà con. À, hết Tết rồi. À, bây giờ ngày mai tôi sẽ dẹp cái phòng đằng trước này để tôi mở nước tôi bán lại nha. Kiếm giá này bạn à. Chút nữa tôi sẽ đi ra ngoài chỗ công ty quảng cáo nào đó, tôi mua cái bảng đèn LED. Tôi về tôi để hai chữ bán nước ở trên bảng đèn LED. Em nào muốn xăm hình gì thì nhắn tin cho chị nha, chị sẽ báo giá và tư vấn giúp cho. Em xăm vài hình xong giờ chả ai dám mai mối em cho con người ta nữa. Trời ơi, cần gì phải mai mối em. Tự nhiên em đi ra ngoài đường gặp anh nào anh thấy kết em là anh ưng em thôi, chứ cần gì phải có người mai mối. Chừng nào mở chi nhánh ở Hoài Ân hả? Mình đang cho người làm cửa gỗ ở nhà rồi chuẩn bị lót sàn, dán tường rồi trang trí nội thất nữa là mình về mình làm. Chứ còn mấy bạn kêu mình mang đồ nghề về làm thì mình lại không có đủ đồ á, làm nó không đã. Mình đang làm cái tiệm nhỏ ngoài đó đó, mấy bữa nữa xong rồi mình sẽ thông báo về làm. Buộc vô giá vô đẹp luôn bạn. Bây giờ xong gì vậy? Trời ơi, nói gì? Em chỉ chiêu cho học trò sao để cho gái cua. Cua không có dạo trò cô gái, tôi vẫn khẳng định điều đó em. Để gái cua thôi. Sao có thằng nào được gái cua chưa? Đạt. Dạ. Mày phải cua gái hay là bị gái cua? Không biết là sao? Mấy người yêu của Đạt là Đạt cua hay là bạn ấy cua Đạt? Nghĩ yêu em toàn cua em không. Úi trời ơi. Thấy chưa? Thấy dạ. Buồn dạy không? Buồn mà dạy phải dạy chứ. Đúng con. Mình đi cua gái người ta kêu mình là đàn ông lẳng lơ. Còn mà để gái cua thì chỉ là người đàn ông đào hoa thôi. Hả? Hợp lý không? Hợp lý không? Mình đâu lẳng lơ đâu, mình đào hoa tại người ta cua mình chứ bộ. Đúng con. Mình có gì đâu. Nghe nói mày cũng mấy lần có bạn gái rồi, thế là bị gái cua hay cua gái? Gái cua à? Úi giời. Đấy. Đâu, bạn nào mà chưa có người yêu vô đây, sư phụ dạy cho bí kíp để gái cua, chứ không phải bí kíp cua gái mà nha. Không thể nào người làm người đàn ông lẳng lơ được men. Đúng không? Người làm chăn hoa được mà phải là người đàn ông
Đào Hoa. Đào Hoa chỉ là gái thích mình thôi mà, cua mình chứ bộ mình có cua đâu. Có anh nào không làm mai em đây. Tất cả đều là chưa có người yêu nha. Ai? Úi giời ơi. Còn anh Bảo là mới bị người yêu chia tay. Đấy, cũng cô đơn rồi. Đó là sắp sửa người khác cua. Đấy. Anh Bin có người yêu chưa anh Bin? Dạ chưa. Ủa mày chưa hả? Bữa tao nghe nói mày có người yêu bị nào bỏ. Còn ghét cua, yêu tao. Bị bỏ vậy hả? Ủa thân mấy anh thợ xăm tiệm tôi. Mình phải toàn, người ta bỏ. Toàn bị mấy em chơi xong bỏ rồi à. Còn bị bỏ. Để tôi buộc dạy các bạn là mình phải để cho người ta bỏ mình. Chứ không được mình được bỏ người ta. Mình bỏ người ta là mình mang tội, hiểu không? Dạ. Mình cho dạ, ta chán tao bỏ nghe không? Tao là không bị phụ nữ bỏ, không cô đơn quá. Toàn là bị tụi nó dụ chơi xong bỏ. Tội nghiệp quá. Thân trai 12 bến nước. Bến nào đục biết bến nào trong đúng không Đạt Nguyễn? À, địa chị của mình ở số 7M đường 14 Miếu Nổi, phường 3 Bình Thạnh bà con. Không thiệt nản cuộc đời. Em mới 18 có hình xăm trường Bắc. Em xóa có nên không, xóa không chị? Con dọc cuối cùng là nó bỏ. À cái đó là phải do em cân đo đong đếm nha. Chứ chị bó tay. Ăn chứ nghĩ ê chồng, lúc nữa mình qua đây ăn bánh. Ok vậy. Bây giờ tôi đói bụng quá bà con ơi. Bây giờ tôi với ổng đi ăn bánh ướt xong để cho ổng về làm. Dạ nha bà con, có gì hẹn bà con vào bữa sau mình chém gió tiếp nha. Em nào chưa có người yêu thì cứ vào Facebook của mấy anh này tán coi anh ấy có đổ không. Mấy anh này dễ đổ lắm, cứ vô tán đi. Nhiều khi chưa tán đổ bà nữa rồi đó, như vậy đó, nhiều tán khi, ngã hoài à. Nhiều khi thấy hình nền là đã bị sa ngã rồi bà con. Cái dạng mà đàn ông đáng thương nó vậy, cần tình cảm nó vậy. Đấy, anh mặc áo sọc đẹp trai kìa. Đấy, úi giời. Thế nha, tụi tôi đi ăn đây. Chúc bà con một ngày cuối tuần thiệt vui vẻ. Bye bye.